Mọi người, đây là Nas và hôm nay mình sẽ làm một video ngắn cảm nhận bắt đầu của mình về một con chuột được cho là chính xác nhất thế giới, có tên là Orthopalm hirugin. Thì một chút lịch sử về cái con chuột này, thì Orthopalm có giới thiệu con Orthopalm hirugin này vào khoảng 3 năm trước. Thì cái lúc mà họ giới thiệu con chuột này, kiểu ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên mà nghe đến một cái con chuột có công nghệ pollen ray lên đến 8.000 hạt. Thì cái công nghệ này hôm nay có nghĩa là con chuột sẽ báo cáo vị trí của mình với máy tính 8.000 lần mỗi giây, so với những cái con chuột gaming khác trên thị trường thì có khoảng 1.000 hạt mà thôi. Thì cái việc tần số hạt cao như vậy á sẽ giúp giảm độ trễ xảy ra khi mà mình di chuyển chuột trên màn hình, cũng như là khi có sự chuyển động mới xuất hiện trên màn hình. Rồi khi mọi người chơi game thì kiểu ngắm địch bắn hết sọt thì rồi flick sẽ chính xác hơn, mà theo lý thuyết là vậy nha. Chứ mình nghĩ cái việc mà bắn địch chuẩn xác hay không á thì chiếm 80% là do kỹ năng rồi, chứ không có một cái công nghệ nào mà cứu được răng của bạn hết. Thì cái hãng này cũng khá là kín tiếng trong vòng 3 năm. Trong khoảng thời gian đó họ cũng có update trên website của họ là con chuột sẽ làm bằng chất liệu gì, sale cái vỏ, cái mặt vỏ sẽ làm bằng cái chất liệu gì, dùng dây gì, con lăn làm bằng chất liệu gì. Rồi cũng có một cái video của Linus Tech Tips về con chuột này. Trong đó thì trong cái video đó ông cũng có nói là con chuột này thật sự là một cái đó rất là tương lai của gaming. Rồi quăng một đống thông tin kiến thức kiểu đúng kiểu phức tạp như là vật lý lượng tử mà mình không bao giờ có thể hiểu được. Rồi hãng này cũng im lặng tiếp hơn một năm nữa. Thì trong lúc đó cũng có nhiều con chuột với công nghệ 8K hạt ra mắt, giống như là con Razer Viper 8K, rồi con chuột nhẹ nhất thế giới M2K. Rồi hình như là cũng có một con chuột của Corsair cũng có công nghệ 8K hạt nữa. Thì người ta cũng dần mất đi sự hứng thú với con chuột này rồi. Cuối cùng thì đến ngày 9 tháng 9 vừa rồi thì con này cũng được ra mắt. Rồi mình mua luôn. Mình mua là do con này cũng còn một vài cái đặc điểm mà khiến mình ấn tượng, giống như là trọng lượng của nó chỉ có khoảng 47g thôi, tương đương với con Starlime. Click của nó cũng là không độ trễ nữa. Thì mình cũng không có biết là bây giờ đã có cái con chuột nào mà có cái tính năng đó chưa. Thì nói chung con này chính là con chuột có độ chính xác nhất trên thế giới hiện tại, theo nguồn là trang sensor.fyi. Thì mình cũng hóng hớt rồi mình mua ngay lúc mà nó vừa mới mở bán luôn. Thì con này sold out trong vòng có 10 phút gì đó. Rồi mình chờ vài ngày rồi mình nhận được. Nhưng mà khi mình nhận được rồi thì mình kiểu cực kỳ thất vọng luôn. Trước khi mà các bạn nhìn vào mặt công nghệ, cái form của con chuột đó có hợp hay không, thì đầu tiên là hãy xem con chuột đó là có đáp ứng được cái chất lượng build, gia công với QC của nó hay không. Thì khi lần đầu tiên mình cầm cái con chuột này luôn á, thì mình cảm nhận được luôn á là cái nút M1 với M2 nó bị lỏng. Kiểu lúc mình grip á thì hai cái nút này nó không có cố định. Nó cứ đung rung rồi cảm giác nó cứ lỏng lẻo rất là khó chịu. Lỏng, đây mọi người nhìn đi. Kiểu mình tác động lực rất là nhẹ rồi hai cái nút này nó cứ di chuyển liên tục. Lỏng như vậy làm cho cái nút chuột nó bị retravel, nghĩa là bình thường phải nhấn xuống là gặp switch luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ con này là phải nhấn xuống một đoạn xong mới gặp switch. Đây, kiểu mình chưa click luôn, mình mới có tap nhẹ thôi mà nó đã rung như vậy rồi. Nó còn tạo ra mấy cái tiếng mà nhựa đập vô cái thành nữa, kiểu rất là khó chịu. Mình thì mình cực kỳ ghét pre-travel. Con nào mà bị pre-travel là mình không sử dụng được. Cái con chuột này kêu khi mà lắc rất là nhiều. Này mọi người nghe đi. Nó kêu như vậy nghĩa là có một cái bộ phận gì đó bên trong con chuột này build không có tốt. Tiếp theo là con lăn. Thì con lăn của Orthopalm làm bằng aluminum, tiếng Việt gọi là kim loại nhôm.
màu cam rất là đẹp luôn. Lúc đầu mình nghe thì mình cũng hứng thú á, do mình cũng chưa thử con chuột nào mà có con lăn là bằng kim loại hết. Thì lúc mà mình thử thì holy fuck, kiểu đây là một trong những cái con lăn mà tệ nhất mình từng được sử dụng, kiểu như mọi người nghe này, nghe nó như như là tiếng kim loại nó cạ vô mấy cái thành nhựa tạo ra mấy tiếng như vậy, kiểu nghe cực kỳ dở, cực kỳ rẻ tiền, nghe đúng kiểu mấy con chuột văn phòng vài chục nghìn. Đây mình sẽ so sánh với tiếng mấy con lăn của mấy con chuột khác cho mọi người nghe. Con đầu tiên là con Sala Pro. Con thứ hai là G Pro X. Rồi con thứ ba là Razer V2 Pro. Đây, nghe lại tiếng nó nha. Rồi, kiểu nghe nó dở hơn rất là nhiều. Rồi cảm giác dùng con lăn này nó cũng cực kỳ tệ luôn. Mình cảm giác như là nó nặng hơn mấy con khác khá là nhiều. Nó đã nặng rồi mà cái độ lăn của nó cũng không có liền mạch nữa, kiểu như có lúc trơn, lúc không trơn. Nói chung là con lăn này cực kỳ tệ cho một con chuột gaming được đánh giá là cao cấp. Thêm một cái mình không hài lòng nữa là cái đốt hông của con này. Thì sau khi thử nhiều con chuột rồi thì mình thấy đốt hông con này nhấn khá là nặng so với mặt bằng chung, kiểu phải tác động thêm lực của cái ngón trỏ mới nhấn được cái đốt hông này. Thì dù gì thì con này cũng được thiết kế để trở thành một con chuột FPS cao cấp, thì mình nghĩ là phải làm cái đốt hông nó nhẹ đi chứ nhỉ. Thì trong FPS mà nhấn chuột hông nặng như vậy thì khả năng là sẽ bị hỏng em trong mấy cái tình huống căng thẳng, gây bất lợi cho người dùng. Thì nói chung hôm nay mình sẽ nói về con chuột này đến vậy thôi, mình sẽ không review cái form hay cái sensor hay là cái dây của con này gì hết, vì khi mà vừa mới mở hộp ra mà con chuột của mình nó đã bị như thế này rồi thì mình sẽ không sử dụng nó nữa. Ngày mai mình sẽ liên hệ với Atom Farm xem có đổi con này với con nào có cái gì ổn được không. Dù gì á, cái việc của mình mua con chuột này ngay từ đầu á là mình cũng muốn ủng hộ một cái công ty nhỏ lại mới trong thị trường này. Khi mà một công ty nào đó mà ra một cái ý tưởng mới lại mà để thúc đẩy thị trường đi theo một cái hướng nào đó thì mình rất là ủng hộ. Bây giờ mọi người hỏi mình thì có recommend cái con chuột của hãng này không thì mình trả lời là mình chưa biết. Hiện tại bây giờ mình là người duy nhất, kiểu mình là người duy nhất trên cái nguyên cái internet này post trên tay về QC của con chuột này. Thì mình có nghe nhiều người nói là tuần sau có bill của họ mới ship, mà mình không không hiểu sao là mình là vài ngày đã có rồi. Nhiều khi mình là consumer đầu tiên trên thế giới mà nhận được con chuột này hay sao. Có thể cái video này cũng là cái video review con này đầu tiên trên thế giới luôn thì sao. Nói chung thì mình chưa biết những bản copy khác thế nào ngoài bản của mình, nên mình không thể nào kết luận về mặt bằng chung QC của con này được. Có thể là do mình xui nên là bản copy của mình nó tệ như vậy sao, nhưng mà một con chuột mà được kỳ vọng nhiều như vậy á mà có nhiều vấn đề cùng lúc như vậy thì khá là thất vọng. Thì ok, mình sẽ làm việc với Autopom để có một bản copy tốt hơn rồi làm review chi tiết cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này.